ID. Em là Nguyễn Phương Bảo Anh, học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Hồng Vân. Từ ngày biết đến Futureland, em đã có những tiến bộ vượt bậc so với năm trước và em đã tự tin thi vượt cấp với những kiến thức mà Futureland đã mang lại cho em. Và bây giờ em đang rất tự tin để bước vào vòng thi tiếp theo ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Goodbye everyone.